Thưa quý vị, những ngày qua, cùng với việc triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn dịch, ngành y tế thành phố Đà Nẵng cũng đã tập trung triển khai tiêm chủng an toàn cho các đối tượng theo quy định. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Đây là điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Cung thể thao Tiên Sơn, được ngành y tế tổ chức để tiêm vaccine cho các đối tượng nguy cơ cao, lực lượng tham gia phòng chống dịch và những người cung cấp dịch vụ thiết yếu. Theo ghi nhận tại điểm tiêm chủng, công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc. Các lực lượng hỗ trợ hướng dẫn người đến tiêm xếp hàng đảm bảo giãn cách, đo thân nhiệt, khai báo y tế. Nhân lực, trang thiết bị y tế được chuẩn bị kỹ để đảm bảo tiến độ tiêm chủng. Từ người bên ngoài thì đảm bảo sự giãn cách, phân luồng, cũng như chia khung giờ cho người ta đến. Và vào trong này thì chúng tôi cũng có cái hệ thống và cái mạng lưới của đoàn viên thanh niên để họ giúp cho việc phân luồng, xếp người đến tiêm để cho nó đảm bảo giãn cách về cả cái khoảng cách trong bàn tiêm cũng như là cái ghế ngồi sau tiêm. Thì chúng tôi đều là thực hiện đảm bảo cái giãn cách đủ để giảm thiểu tối đa cái việc lây lan ở trong cái thời gian tiêm mà những người mắc bệnh nhân nghi ngờ COVID. Trong đợt này, Đà Nẵng triển khai tiêm 3 loại vaccine cho các đối tượng theo quy định gồm 1.170 liều vaccine Pfizer, 16.800 liều vaccine Moderna và tiêm mũi 2 cho hơn 8.000 trường hợp bằng vaccine AstraZeneca. Ngành y tế đã huy động tổng lực y bác sĩ của ngành, kể cả y tế tư nhân và kêu gọi y bác sĩ đã về hưu tham gia. Tiêm chủng thực sự là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa chiến lược để khống chế và đẩy lùi bệnh tật. Do đó, đội ngũ nhân viên y tế của Bệnh viện Hồng Mỹ Đà Nẵng không tích cực chủ động để tự nguyện cùng tham gia với ngành y tế để thực hiện chiến lược tiêm chủng lần này nhằm bảo đảm cho cuộc tiêm chủng để diễn ra một cách là nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Đến nay thì ngành y tế đã hoàn thành 100% kế hoạch tiêm vaccine Pfizer, đồng thời cũng đã tiêm vaccine Moderna cho hơn 15.500 người, đạt hơn 90% kế hoạch. Với vaccine AstraZeneca thì cũng đã tiêm mũi 2 cho gần 7.000 trường hợp. Kế hoạch tổng thể chúng ta đã xây dựng và chúng ta là lên các phương án để có thể tổ chức 10 cái điểm tiêm lớn và với 200 cái điểm tiêm và có thể tiêm 100 cái điểm tiêm và có thể tiêm cho 20.000 người trong một ngày. Thì cái chiến lược tổng thể chúng tôi đã có, nhưng tùy theo lượng vaccine thì chúng tôi có thể triển khai được với cái mức độ như vậy. Sau 4 đợt triển khai, Đà Nẵng đã tiêm chủng gần 60.000 liều vaccine phòng COVID-19. Sắp tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phân bổ vaccine để Đà Nẵng triển khai tiêm chủng, nâng độ bao phủ trong cộng đồng, ứng phó với đại dịch COVID-19.